Kính chào quý khán giả. Mời quý khán giả theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài truyền hình Trà Vinh. Hôm nay thứ Sáu, ngày 9 tháng 2 năm 2024, nhằm 30 Tết. Trong chương trình Thời sự tối nay, gồm có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Thanh Bình cùng lãnh đạo các ngành đoàn thể tỉnh thăm chúc Tết đội ngũ y bác sĩ và thăm tặng quà động viên các bệnh nhân còn điều trị tại các bệnh viện. Nhân dịp bước vào đầu năm mới, ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh dành cho phóng viên thời sự cuộc trả lời phỏng vấn xoay quanh những giải pháp để tỉnh Trà Vinh phấn đấu thực hiện thắng lợi 23 chỉ tiêu đã đề ra trong 2024. Vào mùa xuân năm nay, bà con Cù Lao Long Trị háo hức đón mừng năm mới hơn mọi năm do điều kiện kinh tế đã phần nào ổn định, cộng thêm vùng đất này đã phát triển từng ngày, bừng sáng sức sống của nông thôn mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều hôm nay, ngày 9 tháng 2, nhằm ngày 30 Tết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn cùng đoàn công tác đã đến thăm chúc Tết Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh và tặng quà các bệnh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện. Đến thăm chúc Tết đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn đã thăm hỏi điều kiện làm việc, đời sống của đội ngũ y bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông tin đến Ban Giám đốc và đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện về những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2023 với các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận sự đóng góp của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh vào kết quả chung của tỉnh, đặc biệt là trên lĩnh vực y tế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá Bệnh viện Đa khoa tỉnh có vai trò rất lớn trong công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân, với chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng lên. Niềm tin của nhân dân đối với bệnh viện ngày càng cao, nhất là khi bệnh viện mới được đi vào hoạt động. Khẳng định tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh luôn quan tâm đến ngành y tế của tỉnh, cũng như công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn mong rằng trong năm 2024, đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện sẽ luôn giữ vững y đức của người thầy thuốc, đồng thời trao dồi, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nhằm thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng tốt hơn. Nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn chúc Ban Giám đốc cùng đội ngũ y bác sĩ và nhân viên của Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhiều niềm vui, hạnh phúc, mạnh khỏe, giàu nghị lực và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sau khi chúc Tết đội ngũ cán bộ y bác sĩ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn cùng đoàn công tác đã đi tặng quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại các khoa của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ân cần thăm hỏi về hoàn cảnh, tình hình sức khỏe của bệnh nhân và chúc các bệnh nhân sớm khỏi bệnh để về với gia đình. Mặt khác, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng động viên các y bác sĩ đang thực hiện nhiệm vụ ở các khoa và đề nghị cần quan tâm chăm sóc điều trị cho các bệnh nhân. Được biết, sau khoảng 10 tháng đi vào hoạt động, hiện nay Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh có 30 khoa phòng với khoảng 800 cán bộ y bác sĩ và nhân viên. Trong năm 2023, bệnh viện đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao. Chiều ngày 9 tháng 2, nhằm ngày 30 Tết, ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh đã đến thăm và chúc Tết cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi, Bệnh viện Quân dân y và các bệnh nhân đang nằm điều trị bệnh tại đây. Tại các nơi đến thăm, ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh đang cần thăm hỏi và chúc các bệnh nhân năm mới an lành, cố gắng an tâm điều trị bệnh để sớm hồi phục sức khỏe, trở về đón Tết cùng gia đình. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh gửi tặng mỗi bệnh nhân một phần quà. Theo lãnh đạo các bệnh viện cho biết, tính đến chiều 30 Tết, Bệnh viện Sản Nhi còn 166 bệnh nhân đang điều trị. Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi còn 24 bệnh nhân đang điều trị và Bệnh viện Quân dân y không còn bệnh nhân điều trị tại đây. Trước thềm năm mới Xuân Giáp Thìn năm 2024, thay mặt lãnh đạo tỉnh Trà Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh, ông Lê Thanh Bình chúc mừng tập thể cán bộ y bác sĩ các bệnh viện đón xuân mới vui tươi, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Tiếp tục giữ vững tinh thần nhiệt quyết, cống hiến chuyên nghề, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh chỉ đạo các bệnh viện trong dịp Tết luôn đảm bảo công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, trực 24/24 giờ, sẵn sàng tiếp đón bệnh nhân, xử trí kịp thời các tình huống cấp cứu cũng như phối hợp chi viện chuyên môn trong các tình huống cấp cứu ngoại viện với các bệnh nhân không may mắn vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện trong dịp Tết, cần được bệnh viện quan tâm hơn nữa đến vấn đề vật chất, tinh thần và công tác chăm sóc người bệnh để người bệnh yên tâm đón Tết tại bệnh viện. Sáng nay, ngày 9 tháng 2, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp cùng Liên đoàn Lao động, Hội Chữ thập đỏ, Hội Phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh Trà Vinh tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đoàn đã trao tặng 20 suất quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, một suất quà trị giá 500.000 đồng.
Các thành viên trong đoàn đã cần thăm hỏi tình trạng sức khỏe, hoàn cảnh gia đình các bệnh nhân, đồng thời động viên các bệnh nhân cố gắng điều trị, phục hồi sức khỏe để sớm trở về với gia đình. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa của các hội đoàn thể tỉnh nhằm chăm lo Tết cho người neo đơn, bệnh nhân nghèo phải điều trị tại bệnh viện trong những ngày Tết. Qua đây góp phần tô đẹp thêm tinh thần tương thân tương ái của dân tộc và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Ngay sau đó, đoàn đã đến thăm và tặng 30 suất quà cho người cao tuổi và trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Trà Vinh, mỗi suất quà 500.000 đồng. Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh hiện đang quản lý chăm sóc, nuôi dưỡng 170 người, trong đó có 26 người cao tuổi, 12 người khuyết tật đặc biệt nặng, 114 người thần kinh, tâm thần và 18 trẻ em. Dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, Trung tâm bố trí lịch trực xuyên suốt để chăm sóc và đảm bảo an toàn cho các đối tượng bảo trợ xã hội. Mừng xuân mới, lãnh đạo các hội, đoàn thể tỉnh đã gửi lời chúc đến tập thể viên chức, người lao động và những người được bảo trợ tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh vui tươi, mạnh khỏe. Cũng trong buổi sáng 30 Tết, lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang cũng đã đến thăm tặng quà tập thể cán bộ viên chức, người lao động và bệnh nhân còn đang nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa khu vực Cầu Ngang. Thay mặt huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, ông Nguyễn Văn Ngà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang chúc tập thể cán bộ, đội ngũ y bác sĩ bệnh viện đa khoa khu vực Cầu Ngang cùng gia đình năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc, vạn sự như ý. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận và biểu dương sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ y bác sĩ, ngành y tế huyện trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện lưu ý ban giám đốc bệnh viện tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tổ chức sắp xếp, phân công đội ngũ y bác sĩ túc trực đảm bảo 24/24 để phục vụ công tác điều trị bệnh cho các bệnh nhân trong những ngày Tết. Theo báo cáo của ban giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực Cầu Ngang, đến thời điểm 30 tháng Chạp, bệnh viện còn hơn 120 trường hợp bệnh nhân đang nằm lại điều trị, chủ yếu là các bệnh nhân lớn tuổi mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp, tiểu đường, chấn thương do tai nạn giao thông dịp cận Tết. Nhằm động viên kịp thời các bệnh nhân và gia đình còn đang nằm điều trị tại bệnh viện, các lãnh đạo huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cũng đã trực tiếp đến tận giường bệnh để ân cần thăm hỏi sức khỏe, mong rằng các bệnh nhân cũng như gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, an tâm nằm lại điều trị bệnh. Nhân đây, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã trao tặng mỗi bệnh nhân một phần quà trị giá 300.000 đồng cùng với lời chúc các bệnh nhân nhanh chóng hồi phục sức khỏe để sớm về sum họp với gia đình. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng để Trà Vinh thực hiện thắng lợi nghị quyết 5 năm 2021-2025. Với ý nghĩa đó, mới đây tại hội nghị giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra mục tiêu phấn đấu thực hiện thắng lợi 23 chỉ tiêu quan trọng. Vậy giải pháp nào để Trà Vinh thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trên? Nhân dịp bước vào đầu năm mới, ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh dành cho phóng viên thời sự cuộc trả lời phỏng vấn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước hết thì thay mặt những người thực hiện chương trình cũng xin kính chúc Chủ tịch một năm mới nhiều sức khỏe, an vui và luôn thành công trong cuộc sống. Thưa Chủ tịch, nhân dịp năm mới thì Chủ tịch dự báo như thế nào về tình hình phát triển trong năm 2024? Và theo Chủ tịch thì năm 2024 là một năm có ý nghĩa và tầm quan trọng như thế nào ạ? Trước tiên thì xác định năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi vì hai cái lý do như sau. Thứ nhất, năm 24 là năm mà giai đoạn nước rút để tăng tốc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Nguyên lý do thứ hai, năm 2024 đó là năm mà phải dồn sức thực hiện nhiều công tác lớn còn lại của nhiệm kỳ, cụ thể như là phải dồn sức thực hiện cái nhiệm vụ xây dựng tỉnh nông thôn mới. Tuy nhiên thì theo dự báo trong bối cảnh tình hình trong tỉnh, trong nước và thế giới năm 2024, ngoài những thuận lợi cơ bản của tỉnh thì tỉnh cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như thứ nhất về tình hình xung đột vũ trang trên thế giới, rồi nguy cơ lạm phát của một số quốc gia, rồi thị trường xuất khẩu theo dự báo là cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thứ hai đó là thách thức của biến đổi khí hậu, nhất là cái hiện tượng El Nino dự báo nhiều nơi sẽ gặp, sẽ có triều cường, rồi sạt lở, rồi hạn hán, xâm nhập mặn, là điều đó tác động rất lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Những vấn đề trên thì vừa qua đó là theo dự báo, nhưng đó cũng là những vấn đề mà tỉnh đặc biệt quan tâm để có những giải pháp thích hợp, thích ứng để tránh rủi ro trong quá trình thực hiện nghị quyết. Vấn đề thứ hai, để thực hiện đạt được chỉ tiêu tăng trưởng năm 2024 là 8,5%, tôi cho rằng đây là vấn đề phải nói là khó khăn, thách thức lớn, nhất là so với tình hình mà nhiều cái khó khăn như hiện nay. Trong khi đó thì một vài chỉ tiêu của tỉnh là phải phụ thuộc nhiều vào yếu tố khách quan, phụ thuộc vào nhiều vào trung ương. Tôi nói ví dụ như là chỉ tiêu về giá trị sản xuất ngành điện. Do đó ngay từ đầu năm, là nhất là tại hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, Ủy ban tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành và các huyện, thị xã, thành phố đó, đặc biệt đó là Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải có bước đi thật cụ thể, rõ ràng trong quá trình thực hiện từng quý, từng tháng để đảm bảo không bị đậm và quyết tâm thực hiện cuối năm là phải đạt được cái chỉ tiêu của nghị quyết nhiệm vụ năm 2024 đề ra. Vâng, với tình hình đó thì mới đây tại hội nghị giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 thì Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đề ra mục tiêu phấn đấu thực hiện thắng lợi 23 chỉ tiêu quan trọng. Vậy thì xin Chủ tịch cũng cho biết cụ thể những chỉ tiêu đó là gì ạ? Phát huy nhiều điểm tích cực của năm 2023 đó, cũng như những cái kinh nghiệm của năm 2023 rút ra đó, thì Ủy ban tỉnh đề ra nhiệm vụ năm 2024 cũng 23 chỉ tiêu về kinh tế xã hội. Trong đó là tôi rất là quan tâm đến là chính cái chỉ tiêu như sau. Thứ nhất là về tốc độ tăng trưởng GDP là phải đạt 8,5% so với năm 2023. Thứ hai đó là GDP bình quân đầu người đó là đạt 88,9 triệu đồng trên người trên năm. Thứ ba đó là tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh, thu nội địa đó đạt 6.220 tỷ đồng. Thứ tư, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội là phải đạt 34.000 tỷ đồng. Thứ năm là phát triển mới 520 doanh nghiệp. Thứ sáu là tỷ lệ lao động qua đào tạo phải đạt 69,67%. Thứ bảy đó là tạo việc làm tăng thêm cho 23.000 lao động. Thứ tám đó là tỷ lệ hộ nghèo là phải giảm là ít nhất là 0,3%. Và thứ chín đó là hoàn thành nhiệm vụ là xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới và nhiều cái chỉ tiêu giải pháp khác trong thực hiện, đặc biệt là phải đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và các dự án công trình trọng điểm đã triển khai trong năm 2023 chuyển sang năm 2024. Vâng, chúng tôi nghĩ rằng đây là những chỉ tiêu rất quan trọng để đưa tỉnh Trà Vinh phát triển nhanh và bền vững, tiến tới hoàn thành nghị quyết 5 năm 2021-2025. Vậy thì xin Chủ tịch cũng cho biết là những giải pháp nào để mà tỉnh Trà Vinh có thể thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kể trên ạ? Các nhiệm vụ giải pháp thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu của nghị quyết năm 2024 đó đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh rồi đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy là rà soát rồi kết luận rất là kỹ lưỡng. Sau đây thì tôi xin nhấn mạnh một số giải pháp cơ bản trong năm 2024 để thực hiện đạt các chỉ tiêu như tôi vừa nêu như sau. Thứ nhất là phải chủ động triển khai các nhiệm vụ, các giải pháp, nghị quyết theo nghị quyết số 01 ngày 5 tháng 1 năm 2024 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cụ thể hóa thành 77 nhiệm vụ, 23 chỉ tiêu chủ yếu và 43 chỉ tiêu cụ thể và đã giao cho từng cơ quan đơn vị để triển khai và phân công trách nhiệm rất là rõ ràng. Thứ hai đó là phải triển khai kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1142 ngày 2 tháng 10 năm 2023. Giải pháp thứ ba đó là tập trung chỉ đạo cụ thể hóa một cách có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp theo chỉ thị nghị quyết chương trình kế hoạch kết luận dân dân của Trung ương, nhất là các kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Trà Vinh năm 2023. Vấn đề đó thì Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận số 460 ngày 8 tháng 11 năm 2023 về thông báo ý kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Vấn đề đó thì Ủy ban Nhân dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch số 111, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở ngành và các đơn vị có liên quan đó phải theo dõi và định kỳ hàng quý là phải Ủy ban tỉnh phải báo cáo về Thủ tướng Chính phủ cái tình hình triển khai thực hiện kết luận.
Giải pháp thứ tư đó là giao nhiệm vụ cụ thể, trách nhiệm rõ ràng cho từng cấp, từng ngành, từng đồng chí trong lãnh đạo ủy ban, từng thành viên ủy ban, gắn với việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và cái phương châm nói ít làm nhiều, làm có hiệu quả, là phải có những cái sản phẩm cụ thể trong cái từng giai đoạn. Giải pháp thứ năm đó là thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm các công việc đã được xác định như là xúc tiến, mời gọi đầu tư, rút kinh nghiệm từ năm 2023, rồi cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao các cái chỉ số năng lực cạnh tranh, nhất là cái chỉ số về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Chủ động giải ngân vốn đầu tư tự công ngay từ đầu năm và khắc phục cho được những cái hạn chế cũ của năm 2023 và những năm trước đó. Tập trung thực hiện các cái dự án lớn có sức lan tỏa như là cái dự án hồ chứa nước ngọt sông Láng Thé, rồi dự án mở rộng thành phố Trà Vinh, rồi dự án nhà máy sản xuất hydro xanh, rồi nhà máy phối trộn xăng dầu, vân vân. Chuẩn bị và hoàn thành hồ sơ dự án đường hành lang ven biển rồi cầu Cổ Chiên 2 là theo cái cơ chế đặc thù của cái nghị quyết của Quốc hội vừa qua, chủ động phối hợp chặt chẽ để các đơn vị thi công để triển khai xây dựng cầu Đại Ngãi vân vân, đảm bảo tiến độ theo như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Và thứ sáu đó là ra quân triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh và quyết tâm là hoàn thành các cái chỉ tiêu của nông thôn mới trong năm 2024 và đặc biệt là phải trình hồ sơ về tới Trung ương theo đúng thời gian quy định. Vâng, thưa Chủ tịch, năm 2023 đã qua với nhiều thành tựu quan trọng đã đạt được. Vậy thì theo Chủ tịch, chúng ta có thể rút ra được những kinh nghiệm gì từ năm 2023 vừa qua để có thể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024? Phải nói là năm 2023 là trong một cái bối cảnh rất là nhiều khó khăn, nhưng mà các cấp các ngành, trong đó có Ủy ban tỉnh đã chỉ đạo rất là quyết tâm quyết liệt là hoàn thành 23 trên 23 chỉ tiêu của năm 2023. Và qua đó thì tôi đã rút ra được nhiều kinh nghiệm, mà trong đó là nổi bật là 4 cái kinh nghiệm cơ bản như sau. Thứ nhất là trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành là phải luôn bám sát nhiệm vụ kế hoạch chủ trương của Trung ương, của tỉnh ủy, lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, là động lực và nguồn lực để cho phát triển và huy động có hiệu quả sự tham gia của người dân doanh nghiệp trong phát triển kinh tế xã hội. Cái kinh nghiệm thứ hai đó là phải nắm chắc thực tiễn về tình hình ở các ngành, các lĩnh vực, địa phương cho trong từng thời gian cụ thể và xác định rõ nhiệm vụ nào cần ưu tiên để tập trung dồn sức, xác định đó là công tác trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo và kịp thời ban hành các cái kế hoạch giao nhiệm vụ cụ thể với một cái quyết tâm thật cao để hoàn thành nhiệm vụ. Điều đó đã chứng minh là qua kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Kinh nghiệm thứ ba đó là giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, là thường xuyên kiểm tra rồi giám sát và kịp thời uốn nắn những hạn chế thiếu sót ở các ngành và cũng như ở cơ sở. Và kinh nghiệm thứ tư đó là thường xuyên báo cáo rồi giữ mối liên hệ với các bộ ngành trung ương, rồi liên hệ chặt chẽ với các tỉnh thành bạn để tháo gỡ những khó khăn, những vấn đề có mang tính chất là liên kết vùng. Thì đó là 4 cái kinh nghiệm mà trong năm 2023 chúng tôi đã rút ra. Vâng, thay mặt những người thực hiện chương trình, cũng xin chân thành cảm ơn Chủ tịch đã dành thời gian trả lời buổi phỏng vấn hôm nay. Xin cảm ơn. Thưa quý khán giả, vào mùa xuân năm nay, bà con Cù Lao Long Trị háo hức đón mừng năm mới hơn mọi năm. Do điều kiện kinh tế đã phần nào ổn định, cộng thêm vùng đất này đã phát triển từng ngày, bừng sáng sức sống của nông thôn mới. Phóng sự sau đây sẽ cho chúng ta cảm nhận rõ sự thay đổi ngay trên vùng đất Cù Lao Xanh Long Trị, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh. Kính thưa quý vị và các bạn, khi đến Cù Lao Long Trị vào những ngày Tết thì chúng ta sẽ thấy cảnh người đông đúc, mua bán trao đổi hàng hóa rất là tấp nập và làm cho không khí mùa xuân tại đất Cù Lao ngày càng thêm rộn ràng hơn. Và đặc biệt đó là hoa ở đây đang nở nè, khoe sắc rất là rực rỡ luôn. Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo chân chương trình, chúng ta hãy tìm hiểu sắc xuân trên đất Cù Lao Long Trị này nhé. Vào thời điểm này, không khí đón xuân Giáp Thìn đang rộn ràng khắp mọi nơi. Và tại xứ Cù Lao Xanh Long Trị, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh cũng không ngoại lệ. Những chuyến phà vượt sông Cổ Chiên qua Cù Lao Long Trị mùa này cũng vì thế mà trở nên nhộn nhịp. Thanh niên đi làm xa về đoàn tụ gia đình, chen chân cùng người dân đi mua sắm Tết, hoặc cảnh càng rộn ràng, quyên náo hơn hẳn ngày thường. Dọc theo trục lộ chính vào Cù Lao, những căn nhà xây tường, sơn màu mới tinh nằm san sát nhau, đường xá nông thôn sạch đẹp, khang trang, qua mai vàng thẳng tắp chờ ngày nở rộ. Các điểm xung yếu sạt lở, nước tràn được gia cố, cơ nới sạch sẽ,
đê bao được đầu tư xây dựng, điện lưới quốc gia được đến từng hộ dân. Có thể nói, cù lao Long Trị hiện tại đang mang đầy hơi thở mùa xuân và tràn đầy nhựa sống. Hiện nay thì ấp Long Trị có tổng số dân là khoảng 317 hộ, chủ yếu làm nghề đánh bắt xa bờ và nuôi trồng thủy sản, trồng trọt và chăn nuôi thủy sản. Thì hiện nay cái bên diện tích của còn thì đang bị cái xâm lấn, thì xói mòn. Chính vì vậy mà được Đảng, Nhà nước quan tâm đã đầu tư xây dựng lại cái bờ kè, với nguồn vốn đã thực hiện là khoảng 200 tỷ đồng. Hiện nay đã cơ bản hoàn thành, sắp đưa vào sử dụng. Tới đây thì còn một đoạn kè còn lại từ cái khu vực mà bến đò Long Trị đến cái công ty Mỹ Lan, thì xã và thành phố cũng kiến nghị về trên đã tiếp tục đầu tư cho xã thực hiện cái đoạn kè này với số vốn là khoảng 160 tỷ đồng để thực hiện, để hoàn chỉnh cái, để bảo vệ cái đê bao này để phục vụ cái nuôi trồng thủy sản và cái bảo vệ cái vườn cây ăn trái của xã. Vùng đất cù lao Long Trị ngày nay có những chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế, có nhiều giải pháp đột phá trong sản xuất nông nghiệp, thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng chuyên canh theo hướng an toàn, hiệu quả và bền vững. Từ đó, đời sống của người dân ngày càng khấm khá hơn, diện mạo nông thôn ngày càng thêm khởi sắc, không khí đón mừng xuân, bà con năm nay cũng phấn khởi hơn. Chúng tôi đến thăm nhà ông Võ Văn Ẩn và được nghe ông chia sẻ về những câu chuyện làm kinh tế của gia đình. Trải qua nhiều loại hình kinh tế khác nhau, giờ đây ông Ẩn đang gắn bó với nghề trồng mai cảnh và trồng dừa. Thu nhập của gia đình tương đối ổn định, nhà cửa được xây cất khang trang. Mùa xuân năm nay với gia đình ông Ẩn lại thêm phần ấm cúng. Chú thì sống về cái nghề dừa, nhất là trồng dừa. Sau thì chú cũng trồng được ít chục cây mai để chăm sóc vui tuổi già. Rồi ai mua rồi mình cũng bán. Nhưng mà cuộc sống năm nay nếu đúng ra thì cũng tạm ổn, chứ không đến đổi gì mấy. Và tới lúc dài thì nó cũng đi vào Tết rồi. Nhưng mà thấy cô bác ở đây cũng tấp nập đưa vào cái dịp Tết cũng tạm ổn, chứ cũng vui vẻ. Năm nay thì nói chung ra thì cuộc sống thì nó có tạm ổn được, thì mình lăn Tết cũng khá được, chứ không đánh đổi gì mấy. Với người dân trồng qua, Tết là vụ quan trọng nhất trong năm, với số lượng tiêu thụ lớn, giá bán cao và lợi nhuận nhiều nhất. Để có qua bán trong dịp Tết, người dân phải tỉ mỉ, công phu từ khâu ươm giống, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, nhất là phải làm sao để cây có qua đẹp nhất vào đúng dịp Tết. Đến với nghề trồng qua đã được 3 năm, gia đình bà Nguyễn Thị No là hộ duy nhất ở cù lao Long Trị gắn bó với nghề này. Trao đổi với chúng tôi trong vườn qua Tết đang rực rỡ sắc xuân, bà No cho biết gia đình xem việc trồng qua bán Tết không chỉ là sinh kế, mà còn là nghề mang đến nhiều niềm vui, những giá trị tinh thần to lớn. Khi những chậu qua vất vả cả năm chăm bẩm được người dân đón nhận, trang trọng trưng bày trong nhà hay trước sân vào những ngày đầu năm mới. Năm nay lại là một năm phấn khởi nữa lại đến với gia đình bà. Thời tiết khá thuận lợi, thêm vào đó kinh nghiệm mỗi năm trồng qua được tích lũy nhiều hơn, nên khâu chăm sóc cũng thuận lợi hơn. Cây qua phát triển tốt, đồng đều và vô cùng đẹp mắt. Cô trồng năm nay là được 3 năm rồi. Nhưng mà cái năm đầu thì nó cũng không có đạt tiêu chuẩn gì mấy. Rồi được cái năm sau, cái năm này là năm vừa rồi á, với cái năm này là nó rất là đạt tiêu chuẩn, bông rất là đẹp. Cái cù lao này á là bị có một mình cô trồng mà bán rất là đắt, cái dân cù lao mình nó xài bông dữ lắm. Nhưng mà nó đạt tiêu chuẩn vậy này nè là cô ăn Tết rất là vui. nó được đẹp như vậy nè là mình trồng, người trồng nó rất là phấn khởi, mừng lắm. Cái gia đình mình á, năm nay á, trồng bông á, nó tốt đẹp rồi á, bán rất là đắt rồi á, bởi vậy ăn Tết ngon lắm. Ăn Tết rất ngon, không cãi, ngon lắm. Đến cù lao xanh Long Trị mùa xuân về,
chúng ta sẽ cảm nhận khung cảnh làng quê như trút bỏ những gì cũ kỹ trong năm, để đón lấy sức sống đang rạo rực của một năm mới. Đó hẳn là những cảm nhận mới, thịnh vượng hơn, sung túc hơn, trang hoàng hơn, lộng lẫy hơn. Chính những người dân Long Trị Cần Lao ngày nào đã chung tay góp sức làm thay đổi diện mạo nông thôn, làm nên một mùa xuân mới đủ đầy, ấm áp và chan hòa tình đất tình người của vùng đất Cù Lao trên dòng cổ chiên này. Chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.